Thép 2,5 ly này, điện lực, thép đen lò xo 3 ly này. Thép làm nan này, 0,8 0,9 ly này. Nó sôi được hết. Cắt thép nhỏ trước cho anh em coi này. Bấm mũi đấy. Bấm mũi này. Bấm mũi này. Bấm mũi này. Đó. Cán đòn dài này. Bây giờ là thép 2,5 ly anh em. Bấm mũi này. Rồi, cho nó sát ra mũi chút nữa này. Đó. Nó bằng mép luôn. Rồi, bấm này. Ok luôn này. Bằng mũi luôn. Đâu phải cây nào cũng ăn được cái này. Ok luôn. Giờ đến thép. Thép đen 3 ly này. Thép đen 3 ly. Cắt được sát hạm chưa? Thép đen 3 ly. Cắt một tay. Nhẹ nhàng luôn. Quá nhẹ luôn. Một tay. Đứt luôn. Giờ đến bấm mũi này. Bấm mũi 3 ly này. Đứt luôn. Đứt luôn. Một tay rồi đấy. Ok, để thêm thép các anh em coi. Đây. Thép đen lò xo làm cần bật lục giáo của mình đây. Đây là thép 2,5 điện lực. Đây là thép đen 3 ly này. Đó. Cắt cho anh em coi. Bấm mũi luôn. Nha. Một tay thôi. Đó, cắt một tay thôi. Một tay thôi. Đấy. Ok nhá.